thì nó đã thành công thì mình sẽ quay sơ cho các bạn coi thôi đó, thấy không? Rau là rễ rồi, rễ như rau ông già đó. Đó, cách này là mình trồng trong thùng xốp, mình trồng trong thùng xốp khi mà rễ nó đã phát triển rồi đó, các bạn có thể trồng trong đây để mà tiết kiệm nước. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trồng mấy cái loại rau như là rau găm hoặc là húng cây, húng nhũi. Thì cái cách này rất là đơn giản và các bạn có thể trồng ở nhà và có rau ăn quanh năm luôn nhé. Thì như mấy cái video trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn cách mà trồng cái rau trong thùng xốp, thì hôm nay thì nó đã thành công thì mình sẽ quay sơ cho các bạn coi thôi đó, thấy không? Rau là rễ rồi, rễ như rau ông già đó. Đó, cách này là mình trồng trong thùng xốp, mình trồng trong thùng xốp khi mà rễ nó đã phát triển rồi đó, các bạn có thể trồng trong đây để mà là không có muỗi và rau rất là sạch nè, rễ nó rất trắng, cũng xóa luôn. Đó, thì cái cách này chi phí nó không có cao, thì cần các bạn có cái thùng xốp, các bạn có thể qua mấy cái xốp tàu người ta có thể cho, hoặc là có khi khi người ta bán rẻ nữa mấy cái thùng xốp này nè, thì các bạn trồng rất là tiện lợi, có rau ăn quanh năm luôn. Thì cái cách này mình đã thành công rất là nhiều, mình trồng rất là nhiều loại rau, thì cho nên mình muốn chia sẻ lại cho các bạn coi. Đây chính là rau găm, rau găm rất là tốt nữa, là ăn quanh năm luôn nha các bạn. Thì mình sẽ quay cho các bạn coi cái thùng như thế này nhé. Thì đây chính là cái thùng phẩm gài mình đã trồng cái rau rồi nè. Là như cái video trước mình đã có hướng dẫn cái cách trồng rau tiết kiệm nước, hay là gọi là không cần tưới. Không cần tưới thì mình đã tưới nó nước đầy đủ trong đây rồi, là mình không cần phải tưới nhiều. Phẩm gài là một tháng nay mình chưa tưới nước luôn đó, là nước nó vẫn vậy đó. Rồi lâu lâu mình chăm một tháng, nửa tháng, hai tháng thì mình chăm nước là ok. Trong nước đó thì mình có pha một chút phân công biển đó, thì nó rất là tốt cho mấy cây ăn lá này. Thì cách này thì đơn giản, thì để mà các bạn mà để được cái chậu rau lên cái cây này á, trước tiên các bạn phải trồng cho nó ra rễ. Khi mà trong cái chậu này nó ra rễ rồi nè, như cái chậu này ra rễ các bạn để lên rồi bắt các bạn đổ nước vô rất là tốt. Thì trước tiên được cái chậu ra rễ như thế này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào nhé. Thì đây là cái cách trồng rau húng cây rất là đơn giản. Như các bạn có cái dàn hai tròn giống như vậy á, cái gì dàn thủy canh á, thì các bạn có thể cắt ra để vô đây, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái bước tiếp theo nhé. Thì cái cách này thì nó sống rất là tốt rồi, sống là đến 99% luôn nhé. Thì sau khi mà nó ra rễ gì đó thì mình sẽ trồng vô một cái chậu, mình sẽ hướng dẫn luôn ở cái phần video bên tiếp theo nhé. Đó, đây là mấy cái cây rau mình đó, rất là dễ sống khi mà sau khi mình đã cắt ra đó, ghim vô đây khoảng 1-2 tuần là bắt đầu nó ra rễ, rễ rất là nhiều. Rồi sau đó mình sẽ trồng vô cái chậu thì tỷ lệ sống sót là rất là cao, 99% luôn. Đó, rễ trắng xóa luôn nè. Thì đây là cái cách mình giúp cho cái rễ nó mau phát triển, rồi sau đó mình mới trồng vô cái chậu thì cái tỷ lệ sống sót rất là cao, cho nên mình muốn chia sẻ đây cho các bạn coi nhé. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái rau húng cây hoặc là húng rau húng lũi cũng được. Rồi mình sẽ ghim vô cái dàn thủy canh như hồi nãy. Thì tiếng Anh thì gọi là hai trồ đó, mình nãy giờ mình quên mình nói hai trồ nhiều quá, thì thực ra nó là dịch ra là tiếng Việt là dàn thủy canh đó. Thì mình rau này mình trồng ở trong chậu. Mình bây giờ mình muốn chia sẻ các bạn coi cách ươm như thế nào, cho nên mình cắt một mớ cho các bạn coi. Còn đây là rau găm. Rau găm thì mình mấy cái video trước mình cũng có chỉ cho các bạn coi cách mà ươm cây rau găm như thế nào. Thì đây là một cái cách khác nữa, thì mình muốn cắt mấy cái rau găm này để làm cho video cho các bạn coi. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái rau găm này mình cắm vô cái dàn thủy canh đó, sẽ mau ra rễ. Thì đây chính là cái dàn
Thủy canh mình có làm cái video trước để giới thiệu với các bạn về cái dạng thủy canh thân thiện với môi trường và cách làm như thế nào, thì các bạn có thể coi lại cái video trước. Thì cái bây giờ mình chỉ là quay sơ lên cái dạng này, mình không có xài nữa. Bây giờ hiện tại mình rất là bận cho nên mình chỉ trồng một mớ rau mà với lại cái mình xài cái dạng hai tròn này để mà ươm cây thôi, cho nên nó không có nhiều rau. Thì rau sau khi cắt á, rồi đó mình sẽ ghim vô giống như vậy, đó là 1-2 tuần sau là cây nó sẽ ra rễ rất là tốt. Thì khi mà các bạn ghim vô như vậy á, các bạn nhớ để trong mát, không có cần phải là quá nhiều ánh nắng, dưới bụi gâm cũng được. Thì nó mình để nước nó cao lên như vậy là cho nó ngập cái phần bên dưới của cây, thì 1-2 tuần sau nó sẽ ra rễ rất là tốt. Nếu như các bạn không có cái vàng thủy canh như nãy á, các bạn cũng có thể lấy một cái bình sữa hoặc là cái tô cái gì đó có thể giữ nước, thì các bạn ngâm cái này vào trong cái nước này. Các bạn có thể pha một muỗng đường cho 500ml nước nữa, hoặc là các bạn nếu như các bạn có phân công biển thì các bạn cũng có thể pha theo tỷ lệ theo cái hướng dẫn ở trên cái nắp chai hoặc là những cái video trước mình đã có hướng dẫn rồi đó. Thì sau đó các bạn khi mà rau nó đã ra rễ rồi đó, thì các bạn sẽ lấy một cái chậu rồi thì mình để một lớp sơ dừa bên dưới hoặc là cái potting mix bên dưới, rồi sau đó mình sẽ để cái cây này lên, rồi mình sẽ để thêm một mớ sơ dừa để mà phủ cái rễ này lại để không thôi nắng nó cháy rễ. Thì rồi sau đó các bạn sẽ lấy cái chậu này để mà ngâm vô một cái thùng xốp hoặc là một cái gì đó có thể chứa nước, thì mình ngâm vô đó khoảng 1-2 tuần là bắt đầu cây nó đã phát triển rễ tốt, thì các bạn có thể lấy ra ngoài. Thì đối với rau găm với húng nhũi á, thì nó rất là thích nước cho nên mình không có sợ nó úng. Các bạn vẫn có thể để nguyên cái chậu này vô trong cái thùng giống như hồi nãy mình có hướng dẫn nhé. Sau 1-2 tuần thì cái rễ nó sẽ ra giống như gì, rồi các bạn có thể ngâm vô chậu tiếp tục không sao, hoặc là các bạn có thể để lên cái thùng xốp, lên cái nắp thùng xốp giống như hồi nãy phần đầu video mình có hướng dẫn đó, thì các bạn sẽ có rau quanh năm. Thì đây là các loại rau này nó không có thích quá nhiều nắng, cho nên các bạn nên để nó dưới bóng râm nắng một ngày khoảng 3-4 tiếng là cũng ok rồi. Còn cái cây húng cây á, thì mình cũng trồng tương tự giống như vậy, mình sẽ để một lớp sơ dừa bên dưới, rồi sau đó mình sẽ để cái cây rau húng cây này lên trên, rồi mình sẽ tủ thêm một lớp sơ dừa ở trên nữa để cho nó không có bị nắng cháy rễ. Mấy cái loại rau này rất là dễ trồng, chỉ cần các bạn chủ yếu là mình làm cho nó mau ra rễ, kích thích nó ra rễ, rồi sau đó thì các bạn sẽ làm theo cái bước như mình là các bạn sẽ có rau ăn quanh năm luôn. Rau này thì rất là thơm, các bạn có thể ăn với bún, với rau găm nữa. Rau găm thì các bạn ăn vịt thì bá cháy vừa chết rồi. Thì cái rau húng cây này mình ăn với bún hoặc là ăn trộn gỏi đều rất là thơm. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy một cái thau hoặc là cái thùng xốp, cái nào có thể, bất cứ cái nào có thể chứa nước, rồi thì mình sẽ pha một ít rong biển hoặc là phân cá đó, là mình pha theo tỷ lệ trên cái chai. Thì các bạn đọc cũng kỹ hướng dẫn sử dụng, rồi sau đó các bạn sẽ pha vô nước, rồi mình sẽ ngâm cái chậu này trong vòng 1-2 tuần. Thì sau khi nó đã ra rễ thì các bạn vẫn có thể ngâm tiếp, mấy cây này nó không sợ úng, hoặc là để lên cái nắp thùng xốp giống như cái đầu video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thì mình có hướng dẫn tất cả các loại rau, mình hướng dẫn rất là nhiều cái loại rau cho từng cái video khác nhau. Các bạn muốn trồng cái rau nào đó thì các bạn có thể coi lại những cái video của mình nhé. Mình hướng dẫn thật lòng mình chứ không có câu like câu view gì hết. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.